Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Tuân Casino. Thì trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ mang đến giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho những anh em nào mà hay đi sóc cái. Đấy, anh em mà đang muốn một cái bộ sản phẩm mà giúp cho anh em khi đi sóc cái là luôn giành được chiến thắng trong cuộc chơi của anh em. Mà một cái điều đặc biệt là cái bộ sản phẩm này thì anh em không cần phải đưa được bát đĩa của mình vào sử dụng. Đấy, mình sẽ cho anh em cùng xem này. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho anh em khi đi chơi sóc cái. Đấy, là anh em là có thể sóc chẵn lẻ là theo ý muốn của anh em. Đấy, thì mình sẽ ví dụ cho anh em cùng xem. Đây là một cái tiếng tứ tử này. Mình sẽ sóc cho anh em là về chẵn này. Cụ thể là mình sẽ sóc về sấp đôi cho anh em nhé. Đấy, mình sẽ sóc về sấp đôi cho anh em xem này. Anh em thấy chưa? Sấp đôi này. Đấy, tiếp tục như thế. Thì nó đang sấp đôi này đúng không ạ? Mình vẫn sóc về sấp đôi tiếp cho anh em này. Đấy, vẫn sấp đôi cho anh em này. Cực kỳ là ok luôn. Riêng về cái bộ sản phẩm này, nó hỗ trợ cho anh em đi sóc cái thì cực kỳ là tốt. Đấy, sóc tiếp nữa này, vẫn về sấp đôi này. Đấy, thì như anh em thấy đấy, mình vừa rồi mình đã sóc cho anh em là được rất là nhiều tiếng về sấp đôi rồi. Thì để cho anh em khỏi nghi ngờ về cái bộ sản phẩm này thì mình sẽ sóc về lẻ cho anh em cùng xem nhé. Đấy, không những nó sóc về được sấp đôi mà nó còn sẽ sóc về lẻ này. Ví dụ như cụ thể mình sẽ sóc về ba đen này. Đấy, cụ thể nó sóc về ba đen cho anh em này. Anh em thấy chưa? Ba đen. Cực kỳ là chuẩn xác cho anh em luôn. Rất là ok. Thì hoặc ví dụ như đang ba đen này, mình không muốn ba đen nữa thì mình sẽ sóc về ba trắng này. Đấy, rất là ok cho anh em, ba trắng của anh em đây. Thì cái bộ sản phẩm này nó hỗ trợ cho anh em được tối đa là như thế, tức là độ chuẩn xác của nó là 100% cho anh em khi sử dụng, mà bát đĩa hoàn toàn là xanh chín. Anh em đến sân chơi của người ta, anh em sử dụng bát đĩa của người ta xanh chín luôn, chứ không cần là phải đưa được bát đĩa của mình vào, và anh em chỉ cần đưa cho mình được cái bộ quân vị này vào thôi. Đấy, thì bộ quân vị này thì như anh em nhìn thấy đây, đây là một cái bộ quân vị lá bài này, mình đã cắt sẵn ra đây. Thì một cái lá bài ấy mà khi mà hoàn chỉnh chưa cắt ấy, thì nó sẽ như thế này anh em nhé. Đấy, cụ thể là mình sẽ cho anh em cùng xem về một cái lá bài của nó, hoàn toàn là bình thường luôn. Thì cái lá bài này thì khi anh em cắt vị, anh em có thể cắt ở bất kỳ đâu trên cái lá bài này, chứ không nhất thiết là phải từ chỗ này, chỗ này, chỗ này, hoàn toàn là không anh em nhé. Anh em có thể cắt ở bất kỳ đâu, cái thứ nhất. Và khi cái lá bài này anh em bóc ra thì hoàn toàn là không có tang. Đấy, bóc ra không tang, cho nên anh em sử dụng thì rất là ok rồi. Và cái thứ ba là tất cả các cái lá bài là đều có thể làm được cho anh em. Đấy, như mình vừa ví dụ cho anh em xem là con 6. Thì đây, bên mình đã có sẵn rất là nhiều con cho anh em lựa chọn. Đấy, là những cái con mà anh em hay cắt vị nhất anh em nhé. Đấy, những cái lá bài này là những cái con mà anh em hay cắt vị nhất này. Anh em thấy không ạ? Con 4, con 5, con 6, rất là nhiều chất cho anh em lựa chọn. Thì ngoài những cái con này ra thì bên mình có thể là làm cho anh em được từ tất cả các cái con lá bài khác. Ví dụ như là anh em không thích quân 4, quân 5, quân 6 này thì anh em có thể làm ở quân 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, ZVK. Đấy, bất kỳ một cái con nào anh em đều có thể làm được. Và ngoài về cái lá bài đó thì bên mình có thể làm ở trên được là vỏ bao thuốc cho anh em, là cái thứ nhất. Và quân chắn là cái thứ hai, là có thể làm được trên các vật liệu đấy. Thì khi anh em đặt hàng, anh em chỉ cần là làm ví dụ vỏ bao thuốc thì anh em có vỏ bao Thăng Long Vina, hay như là về lá bài, các cái con anh em lựa chọn thì hoàn toàn là ok. Anh em chỉ việc nhắn tin qua cho bên mình là được anh em nhé. Còn về chất lượng của bộ sản phẩm thì như đầu video mình đã có cho anh em cùng xem rồi, nó hỗ trợ cho anh em là như thế. Về cái cách sử dụng của nó ấy, là khi anh em sử dụng này thì anh em đã có bộ quân vị này rồi. Đấy là cái thứ nhất. Và đi kèm theo nó sẽ là một cái kẹp này. Kèm theo nó sẽ là một cái kẹp. Đấy, thì cái kẹp này anh em có thể bỏ trong ví này. Đấy, anh em bỏ trong ví hay là như mình vừa rồi mình bỏ trong cái ví này của mình. Đấy, là đều có thể sử dụng được. Anh em bỏ ví này, anh em kẹp tiền, anh em để dưới này. Sau đó thì anh em sử dụng thôi. Thì cái cách sử dụng của nó thì vô cùng là đơn giản thôi. Mình sẽ để cái kẹp này ngoài để cho anh em hình dung cho dễ nhé. Đấy, thì cái cách sử dụng của nó là anh em muốn nó về chẵn. Ví dụ như mình đang để một cái tiếng tứ tử như thế này, mà anh em muốn nó về chẵn ấy, thì anh em chỉ việc là sóc ở trên cái mặt cái kẹp này như mình nha. Anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, anh em chỉ cần sóc ở trên cái mặt đấy thì nó sẽ về chẵn sấp đôi cho anh em.
đấy, tại vì nó là một bộ quân vị kẹp chẵn mà, chính vì thế nên là khi anh em sóc này thì nó sẽ về chẵn này. Tiếp tục này, sấp đôi này, đấy, độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Thì khi anh em sử dụng này, ví dụ anh em sóc tiếng này về sấp đôi rồi đúng không ạ? Đấy, đây. Nhưng mà anh em muốn về lẻ thì anh em cực kỳ là đơn giản cho anh em thôi. Thì cái bước thứ nhất ấy là anh em hãy lật cái kẹp này, đây cái kẹp này. Anh em hãy lật nó lại cho mình. Đấy. Cái thứ hai là ví dụ anh em muốn nó về ba đen thì anh em hãy kẹp cho mình một cái vị đen này, ví dụ đây này. Anh em nhìn nó, mình sẽ kẹp cho anh em cùng xem. Thì những anh em nào mà đi sóc cái thì anh em biết rồi, kẹp vị này rất là đơn giản thôi. Đấy, anh em sóc. Đấy, là nó đã về ba đen. Anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy chưa? Ba đen của anh em này rất là ok cho anh em luôn. Thì đấy là cái cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này. Thì những anh em nào mà đang muốn đặt mua, muốn sở hữu cho mình cái bộ sản phẩm này thì anh em có thể là vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình giúp mình nhé. Hoặc anh em cũng có thể là kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được. Sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu về các cái dòng sản phẩm và hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng. Đấy, thì những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình ấy thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi, đấy, anh em điện đến số hotline trên màn hình giúp mình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Thì còn những anh em nào ở xa thì khi đặt hàng ở bên Tân Tuân Casino thì bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách này hoặc qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng, anh em được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền, rất là ok cho anh em luôn. Thì cuối video, mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Thì những anh em nào mà đang xem video ấy, cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.